Tuesday nhôm xảy ra nhôm khang chim bị đổ chê và hai chị yêu với phụ vừa cắt chê khá của nè khá cái chỗ này nhôm chê chân thay nhưng trong ban là bởi là khang ai trong ban phun lô mơ cho như thế đấng mặt đấng cho như trắng ấy hay nhưng vì tao nắng nhôm chui từ lục họ cô nè miền cô đọc nhà mày ơi thua xịt ấy kế mày ơi kế ai chợ đông đôi chồng tiêu nửa ngày sạc thẻ ăn khạch khạch của mình đấy mày ơi anh sạc thẻ ăn đấy mấy cái đuổi mì cái đuổi liên bên thang nửa ngày cái đuổi mai ấy liên mày cho chắc nó rồi bỏ liên ở chung cái bào ấy mày ơi cho nhiệt tham mình một anh chơi sợi á bọn anh cua cái thon ha mà ngoài anh có sợi ôn sợi đi có bon sợi bằng ai chưa ấy mà anh miên cru sang có sọc miên sợi đây mày phỏ sát đi mày một anh chơi cái bọn anh cái thon hai mũi tết chơi cái sợi chay lên lên sợi bù cái chay trong bọn anh lên tròn tròn bổ cái khla vô ấy cùng chơi cái cho anh ơi tao hiền thon bọn anh chơi sợi chân cái hai thằng phỏ cái hai thằng phỏ hiệu cái hai bọn anh tơi vô ấy mày ừ một mặt tình lần đấy phải ở cô thì thôi ca sầm nón nó thay rồi bẹ à được chút là ngày là lên sức chân mỏ hay uất kê luôn mà nó dậy uất kê ắt chắc mơ của anh là sơ của anh có ở nhà mấy mai anh dậy dậy phô mới ắt xong tích mỏ á vậy chân mơ ơi trong việc tha với tao nó chuyên tập lục pro hay xong ai bụng ai nó cặn thoi ca chê khá hơn chê sấy cho anh oi bò hay na tiết mũi tiết cặn chê á quạt chơi mì gì á ai nà lúc nó có chơi xảy ra hai tay quạt thoáng quạt chơi ở chỗ ba trên đơn đơn nên mình chào ấy nhớ đôi quá sốc quạt cái chơi mất phải sợ sao có gì quạt chơi ở trong sạ trong tua trong sò trong ấy bỏ ai